sẽ đến với lý thuyết tiếp theo. Chương 3, hoạt động của ngắt ngoài. Đầu tiên là khái niệm. Ví dụ, xem một ví dụ đó là một hành động. Một hành động đang thực hiện đó là đang xem một video YouTube chẳng hạn. Và khi đang xem, có một sự kiện xảy ra đó là có điện thoại gọi tới. Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Như vậy thì sẽ thực hiện tạm dừng video lại và nghe điện thoại. Và sau khi nghe điện thoại xong thì lại tiếp tục xem video còn đang dở. Như vậy tổng kết lại, khi đang xem một video YouTube, có một cuộc gọi đến bất ngờ thì người xem sẽ thực hiện các công việc. Đầu tiên là tạm dừng xem. Bước thứ hai là thực hiện nghe điện thoại. Bước thứ ba là quay lại xem tiếp video đang dang dở. Thì những hành động như thế này được gọi là ngắt. Đó là những hành động của con người. Còn tuy nhiên đối với vi điều khiển thì cũng có một số hành động cũng tương tự như vậy. Ví dụ như khi con người đang thực hiện một hành động là đang xem YouTube, thì vi điều khiển có thể là đang thực hiện một công việc gì đó. Công việc gì đó đây có thể là điều khiển cho LED đang số hiển thị tăng dần, hoặc là đang đọc nút bấm. Tiếp theo là sự kiện. Sự kiện có cái điện thoại gọi đến thì có thể tương đương với một sự kiện ở vi điều khiển, đó là có một sự kiện ngắt xuất hiện. Tiếp theo là các bước xử lý. Bước xử lý của con người, bước thứ nhất là tạm dừng xem YouTube, thì có thể tương ứng với vi điều khiển, đó là công việc tạm dừng công việc đang thực hiện. Hành động thứ hai là hành động nghe điện thoại, sẽ tương ứng với ở bên vi điều khiển là thực hiện công việc tương ứng với sự kiện ngắt, gọi là trình phục vụ ngắt. Công việc tương ứng này thì là tùy theo cái nhiệm vụ của bài toán mà nó sẽ khác nhau. Bước thứ ba, quay lại xem YouTube tiếp, thì tương ứng với hành động của vi điều khiển, đó là quay lại thực hiện tiếp công việc trước khi có ngắt xuất hiện. Và khái niệm về ngắt. Ngắt tên tiếng Anh là interrupt, là một tín hiệu khẩn cấp gửi đến bộ vi xử lý, yêu cầu bộ xử lý tạm ngừng tức khắc các hoạt động hiện tại để nhảy đến một nơi khác thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó. Nhiệm vụ này được gọi là trình phục vụ ngắt. Trình phục vụ ngắt được viết tắt là ISR, viết tắt của từ Interrupt Service Runtime. Sau khi kết thúc nhiệm vụ ở trong trình phục vụ ngắt này, thì bộ xử lý sẽ quay về thực hiện tiếp các nhiệm vụ còn dang dở. Do đó, ngắt thì có mức độ ưu tiên xử lý cao nhất. Ngắt thường được dùng để xử lý các sự kiện bất ngờ nhưng không tốn quá nhiều thời gian. Ý nghĩa của việc sinh ra khái niệm về ngắt. Bây giờ nếu như không sử dụng ngắt đối với hành động của con người như thế này, nếu không sử dụng ngắt thì cứ ngồi chờ điện thoại, bao giờ có điện thoại đến thì nghe, không làm được việc khác. Còn nếu mà sử dụng ngắt thì vẫn vào làm các việc khác bình thường. Khi có tín hiệu điện thoại đến thì mới tạm dừng công việc để nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong thì lại tiếp tục công việc. Ngắt được thực hiện khi và chỉ khi cài đặt cho phép nó. Khi có sự kiện ngắt là điện thoại reo xảy ra, thì nếu bản thân mình cho phép trả lời điện thoại khi đang xem YouTube thì khi có điện thoại thì ta mới tạm dừng để nghe. Còn nếu không cho phép thì là vẫn điện thoại reo thì vẫn cứ để điện thoại reo bình thường mà không xử lý gì. Đây là cái giản đồ thực thi chương trình. Có hai trường hợp. Trường hợp A là hình bên trên, đó là thực thi một chương trình mà không có ngắt. Giản đồ B là giản đồ phía bên dưới, là thực thi một chương trình có ngắt. Ở đây là main program, là chương trình chính của mình. Chương trình của nó sẽ chạy hoạt động các lệnh ở trong chương trình chính một cách tuần tự. Giản đồ thời gian nó sẽ chạy từ trái sang phải. Trường hợp A là khi chương trình không có ngắt thì là nó cứ chạy lần lượt. Chương trình chạy từ trái sang phải theo dòng thời gian như này, thực hiện lần lượt các lệnh từ trong chương trình chính mà không làm bất kỳ một cái gì khác. Trường thứ hai là trường có ngắt,
là thời gian vẫn chạy từ trái sang phải như này. Điều chỉnh main bình thường thì sẽ chạy lần lượt theo dòng thời gian, thực hiện lần lượt các lệnh. Tuy nhiên khi có đến thời điểm này có một sự kiện ngắt xảy ra thì chương trình nó sẽ thực hiện lời gọi đến cái trình phục vụ ngắt là cái ESR này, thực hiện các lệnh ở trong trình phục vụ ngắt. Thực hiện xong thì chương trình lại quay trở lại thực hiện tiếp các lệnh ở trong chương trình chính đang dang dở. Và tiếp theo đến thời điểm này lại có một sự kiện ngắt xảy ra thì lại thực hiện lời gọi đến trình phục vụ ngắt, thực hiện xong lại quay trở lại chương trình chính. Và cứ như vậy, thời điểm xảy ra cái sự kiện ngắt này có thể là bất kỳ một lúc nào, không thể biết trước được. Có một tín hiệu ngắt xảy ra thì là nó sẽ gọi đến trình phục vụ ngắt, và nó là bất kỳ thời điểm nào. Khi sử dụng ngắt thì có chú ý đó là chương trình phục vụ trong ngắt chỉ nên viết các lệnh thực hiện nhanh, tốn ít thời gian thực thi, không dùng các lệnh delay cũng như vòng lặp. Không thể ghi vào bộ nhớ EEPROM ở trong chương trình phục vụ ngắt, bởi vì ở trong cái thao tác ghi vào bộ nhớ EEPROM này thì nó tốn rất nhiều thời gian. Do đó là cũng giống như ở trong cái chú ý thứ nhất, đó là không dùng các lệnh delay, không dùng các lệnh trễ. Ngắt chỉ thực hiện những lệnh thực hiện nhanh. Các loại ngắt ở trong vi điều khiển AVR bao gồm ngắt ngoài, ngắt tràn timer, ngắt so sánh timer, ngắt truyền thông nối tiếp. Và nội dung chương này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về loại ngắt đầu tiên, đó là ngắt ngoài. Ngắt ngoài gọi là ngắt ngoài bởi vì là nó sẽ sinh ra khi có tín hiệu từ bên ngoài tác động vào. Đây là hình vị minh họa. Đây là một con vi điều khiển. Một tín hiệu đưa từ bên ngoài vào chân con vi điều khiển thì có thể có một trong hai mức logic, đó là mức logic 0 là mức dưới thấp này. Điều thứ hai là mức logic cao, là mức logic ở trên đường, nó biểu thị bằng đường trên cao như này. Và có một số thời điểm về một số sự kiện đặc biệt có thể xảy ra khi một tín hiệu từ bên ngoài đưa vào chân vi điều khiển. Thứ nhất là đấy là thời điểm mà cái chân cái tín hiệu đó nó chuyển từ mức thấp lên mức cao, chuyển từ thấp lên cao, nó sẽ sinh ra một cạnh lên, tên tiếng Anh là rising edge. Sự kiện đặc biệt thứ hai đó là chân vi điều khiển nó từ mức cao xuống mức thấp, đang từ cao chuyển xuống thấp, thì cái thời điểm đó tạo ra một cạnh xuống gọi là falling edge. Sự kiện đặc biệt thứ ba đó là low level, mức logic thấp. Đấy, như vậy tổng kết lại thì các tín hiệu đó có thể tổ hợp lại để tạo ra các tín hiệu đặc biệt đưa vào chân vi điều khiển, và các tín hiệu đặc biệt đó thì có sẽ xảy ra các cái tín hiệu ngắt tương ứng, và có tất cả là bốn tín hiệu ngắt. Thứ nhất là sườn lên, ngắt theo sườn lên từ thấp lên cao. Thứ hai là ngắt theo sườn xuống từ cao xuống thấp. Ngắt thứ ba là theo tín hiệu low level, mức điện áp thấp. Trường thứ tư là any change, là bất kỳ sự thay đổi nào của cái chân đó nó sẽ xảy ra. Có thể thấy là sự kiện thứ tư này nó là tổng hợp của hai sự kiện 1 và 2. Một là từ thấp lên cao, hai là từ cao xuống thấp. Như vậy sự kiện thứ tư này nó là tổng hợp của hai cái đó, tức là khi nó từ thấp lên cao thì cũng là một tín hiệu, hoặc là khi từ cao xuống thấp cũng là một tín hiệu. Đây là hình vẽ của con vi điều khiển ATmega 16 này. Con vi điều khiển ATmega 16 có ba ngắt ngoài, tín hiệu là INT0, INT1 và INT2. Những chân của vi điều khiển, những chân nào mà nó có ký hiệu là INT thì nó chính là những chân có chức năng ngắt ngoài. INT là viết tắt của interrupt. Cụ thể ở trong hình đó là các chân INT0 này là chân PD2 là chân số 16, INT1 chân PD3 là chân số 17, INT2 là chân PB2 chân số 3. Các con vi điều khiển khác thì có thể nó có sẽ có ít hoặc là nhiều chân ngắt ngoài hơn. Nội dung tiếp theo là các thanh ghi điều khiển ngắt. Để điều khiển được cho ngắt nó hoạt động, cho phép kích hoạt hoặc là không kích hoạt ngắt thì cần phải thao tác trên các thanh ghi của nó. Thanh ghi đầu tiên là thanh ghi có tên là GICR.
viết tắt của cụm từ tiếng Anh này, General Interrupt Control Register. Đây là hình ảnh của thanh ghi. Thanh ghi này có tất cả là 8 bit. Đánh số từ trái sang phải cũng là từ bit cao nhất xuống bit thấp nhất, từ bit 7 xuống bit 0. Và mỗi bit của nó sẽ được đặt tên. Bit số 7 là INT1, bit số 6 là INT0, bit số 5 là INT2. Bit số 4, 3, 2 này. Ở trong hình vẽ này là nó có dấu trừ, có nghĩa là cái 3 bit này nó không dùng để làm gì. Không sử dụng cho bất kỳ một chức năng nào. Bit số 1 có tên là IVSL. Bit số 0 tên là IVCE. Trong 3 bit này thì ngoại trừ 4 3 bit 4 3 2 là không sử dụng, thì là nó chỉ có chức năng đọc thôi. Read này, không không ghi được. Còn lại các bit còn lại thì đều có chức năng, vừa có chức năng đọc vừa có chức năng ghi. Chỗ này là trạng thái của nó là error gạch chéo W này. Init value, giá trị khởi tạo ban đầu cho các bit đều là không. Ý nghĩa của thanh ghi này. Đây là một thanh ghi 8 bit, trong đó 3 bit cao này, 3 bit 765 là 3 bit điều khiển cho ngắt. INT0, bit số 7 điều khiển cho phép ngắt ngoài 1. Bit số 7 là INT1 cho phép ngắt ngoài 1. Bit số 6 là INT0 cho phép ngắt ngoài 0. Bit số 5 là INT2 cho phép ngắt ngoài 2. Còn các bit còn lại 4, 3, 2 thì là không sử dụng gì. Còn 2 bit 1 và 0 nó có tên là IVSL và IVCE. Hai bit này là sử dụng cho chức năng khác, không phải là chức năng ngắt ngoài. Như vậy là sử dụng cho chức năng khác thì tạm thời chúng ta chưa chưa quan tâm đến hai bit này. Chỉ cần quan tâm đến 3 bit 765 là phục vụ cho các ngắt ngoài. Mỗi một bit này thì nó có thể có mang một trong hai mức logic là 0 hoặc là 1. Nó sẽ và sẽ có ý nghĩa tương ứng. Khi thiết lập bit tương ứng là lên mức logic 1 thì có nghĩa là cho phép ngắt đó hoạt động. Thiết lập nó là mức logic là 0 thì có nghĩa là không cho phép ngắt đó hoạt động. Ví dụ nếu ta thiết lập bit số 7 là 0, bit số 6 là 1, bit số 5 là 0. Hai bit 1 và 0 này thì là sử dụng cho chức năng khác, cho nên là nó có thể mang giá trị là bao nhiêu cũng được. Như vậy thì bit số 7 là 0, bit số 6 là 1. Bit số 6 là 1 có nghĩa là sẽ cho phép ngắt ngoài 0. Cho phép ngoài không có nghĩa là khi có tín hiệu ngắt đưa vào chân INT0 thì sẽ thực hiện chương trình con phục vụ ngắt ngoài không. Bit số 7 và bit số 5 đều thiết lập vào không, như vậy là có nghĩa là không cho phép ngắt ngoài 1 và 2. Khi có tín hiệu ngắt đưa vào hai chân INT1 và chân INT2 thì cũng không thực hiện chương trình con phục vụ ngắt ngoài. Tiếp theo là thanh ghi MCU-CR, viết tắt của MCU Control Register. Đây là một thanh ghi cũng có 8 bit, từ trái sang phải là từ bit 7 xuống bit 0. Bit 7 tên là SE, bit 6 là SM2, bit 5 SM1, bit 4 SM0, bit 3 tên là ISC11, bit 2 là ISC10, bit 1 là ISC01, bit 0 là ISC00. Cả 8 bit của thanh ghi này đều vừa cho phép đọc vừa cho phép ghi. Giá trị khởi tạo của từng bit đều là 0. Ý nghĩa của nó, đây là thanh ghi 8 bit, trong đó 4 bit thấp dùng để lựa chọn chế độ cho ngắt. 4 bit mà có tên là ISC 1110, 0100 là phục vụ cho việc lựa chọn chế độ cho ngắt. Còn 4 bit cao là 4 bit 7654 là phục vụ cho chức năng khác, không phải chức năng ngắt ngoài. Trong số 4 bit 3210 này thì hai bit 32 là ISC 11 và ISC 10 là dùng cho ngắt ngoài 1. Hai bit 10 là ISC 01 và ISC 00 là dùng cho ngắt ngoài 0. Và ý nghĩa của nó là sử dụng để lựa chọn chế độ cho ngắt và được liệt kê trong bảng như sau. Ví dụ như ISC01 và ISC00 là sử dụng cho ngắt ngoài không thì nó sẽ lựa chọn chế độ cho ngắt ngoài không. Hai bit thì nó sẽ cấu hình được tất cả là bốn trạng thái. Bốn trạng thái là 00, 01, 10, 11. Nó sẽ tương ứng với bảng này. Ví dụ như nếu mà hai bit này là 00 thì chế độ ngắt nó sẽ là theo tín hiệu low level.
01 thì sẽ là Anychain, 10 là Polygon, 11 là Rising, và tương tự như vậy cho ngắt ngoài 1. Ví dụ nếu thiết lập thanh ghi như sau, 4 bit 7654 thì có thể mang giá trị thế nào cũng được, bất kỳ. Tiếp theo là bit 3 là 1, bit 2 là 0, bit 1 là 1, bit 0 là 0 hoặc là 1. Như vậy thì theo tra như bảng vừa rồi thì ta sẽ thấy ngắt ngoài 0 sẽ ngắt theo chế độ Rising, có nghĩa là khi có tín hiệu sườn lên đưa vào chân vi điều khiển chân INT0 thì sẽ xảy ra ngắt. Ví dụ tiếp theo, vẫn ví dụ như vừa rồi, set 2 bit 3 và 2 thì thiết lập là 10 thì tra bảng ra thì ngắt ngoài 1 sẽ ngắt theo chế độ Poly, tức là khi có tín hiệu sườn xuống đưa vào chân INT1 thì sẽ xảy ra ngắt. Tiếp theo là thanh ghi MCU-CSR, là một thanh ghi khác, tên nó tương tự như thanh ghi vừa rồi nhưng mà nó khác một chút. Thanh ghi này có tất cả là 8 bit, mỗi bit của nó sẽ có tên tương ứng. Tuy nhiên ngắt ngoài, phục vụ cho chức năng ngắt ngoài thì chỉ sử dụng một bit số 6 thôi, nó có tên là ISC2. Bit này vừa cho phép đọc vừa cho phép ghi và giá trị khởi tạo ban đầu là 0. Bit số 6 sử dụng điều khiển trạng thái cho ngắt ngoài INT2, ngắt ngoài 2. Và bởi vì ở đây là chỉ có một bit để điều khiển trạng thái cho ngắt ngoài 2, như vậy một bit thì nó sẽ chỉ cấu hình được hai nút logic thôi. ISC2 nếu thiết lập là 0 thì sẽ chế độ ngắt, nó sẽ lựa chọn chế độ Poly. Thiết lập là 1 thì sẽ nó lựa chọn chế độ Rising. Ví dụ nếu thiết lập bit số 6 là 0, các bit còn lại có thể thiết lập bao nhiêu cũng được, thì ngắt ngoài 2 sẽ ngắt theo chế độ Poly, có nghĩa là khi có tín hiệu sườn xuống ở chân INT2 này thì sẽ xảy ra ngắt. Tiếp theo là thanh ghi GIFR, đây là một thanh ghi 8 bit, tuy nhiên là cũng chỉ sử dụng 3 bit là 3 bit 765 thôi, các bit từ bit 4 đến bit 0 là không sử dụng. Bit số 7 có tên là INT-F1, bit số 6 là INT-F0, bit số 5 là INT-F2. Chữ F ở đây là đại diện cho flag, có nghĩa là cờ. Cờ là dùng để báo hiệu. Đây là một thanh ghi 8 bit, 3 bit cao là 3 bit cờ ngắt. Bit số 7 là INT-F1 thì nó sẽ là cờ ngắt cho ngắt ngoài 1. Bit số 6 là INT-F0 là cờ ngắt cho ngắt ngoài 0. Bit số 5 là INT-F2 là cờ ngắt cho ngắt ngoài 2. Khi xuất hiện một sự kiện ngắt thì bit cờ ngắt tương ứng này nó sẽ tự động được xét lên 1. Và nếu ngắt tương ứng được thực thi xong thì cờ ngắt sẽ tự động được xóa về 0. Thì cái này là cái bit cờ ngắt thì nó tự động lên 1 chứ không cần thao tác của người lập trình. Khi có tín hiệu ngắt thì cờ ngắt nó tự động lên 1, dùng để báo hiệu cho người lập trình biết là đang có tín hiệu ngắt xảy ra và sẽ thực hiện thao tác tương ứng. Thanh ghi này chỉ có ý nghĩa là giúp người lập trình biết được khi nào có ngắt xảy ra, không có tác dụng cấu hình. Như vậy tổng kết lại về ý nghĩa của các thanh ghi, tổng cộng có chia làm 3 nhóm thanh ghi. Thanh ghi thứ nhất là thanh ghi GICR, tức là cho phép hoặc là không cho phép ngắt hoạt động. Nhóm thứ hai là nhóm để thiết lập chế độ hoạt động cho ngắt, có một trong bốn chế độ được thiết lập bởi hai thanh ghi này, MCUCR và MCUCSR. Trong đó thì thanh ghi MCUCR là cho ngắt ngoài 0 và 1, MCUCSR là cho ngắt ngoài 2. Thanh ghi thứ ba là GIFR, có ý nghĩa là dùng để đọc trạng thái cờ ngắt để cho người lập trình biết được là có hoặc là đang có hoặc là đang không có ngắt xảy ra. Xem một ví dụ. Ví dụ đầu tiên, điều khiển hiển thị cho một con led 7 thanh thiết lập ngắt ngoài 0 hoạt động ở chế độ Poly. Mỗi khi có sự kiện ngắt xảy ra thì số hiển thị tăng lên một đơn vị. Đây là sơ đồ mạch cho bài này. Vi điều khiển ATmega 16, một con led 7 thanh nối vào port C. Và bởi vì đề bài yêu cầu ngắt ngoài và ngắt ngoài 0, như vậy thì chúng ta sẽ phải nối một tín hiệu từ bên ngoài đưa vào chân INT0 này. Và cách đơn giản nhất để đưa tín hiệu từ bên ngoài đưa vào
thì là sử dụng một cái công tắc chuyển mạch như thế này. Bình thường thì chân đi là T0, và cho công tắc chuyển mạch này thì chân hai chân này nó chập với nhau, thì cái chân đi là T0 khi đó sẽ nối trực tiếp lên 5V, và khi người sử dụng tác động vào công tắc này thì nó sẽ chuyển từ hai tiếp điểm ở phía bên trên này xuống tiếp điểm phía bên dưới. Thì những khi đó thì là chân đi là T0 này nó sẽ được nối xuống đất. Như vậy ở thời điểm mà người dùng tác ấn vào cái công tắc này thì là nó sẽ có sự chuyển đổi mức logic từ mức logic cao xuống mức logic thấp, do đó sẽ xảy ra một trạng thái, một tín hiệu là tín hiệu pulling đưa vào chân in ở T0. Các bước thực hiện bài này, bước đầu tiên là thiết lập cổng vào da. Cos C thì cha dùng để điều khiển cho LED, thì như vậy thiết lập là cổng da. Thiết lập cổng da bằng thanh ghi DDRC bằng 0xFF. Và bắt đầu cho LED tắt hết đi bằng lệnh Cos C bằng 0xFF. Tiếp theo là chân Cos D2 nhận tín hiệu từ ngắt ngoài, do đó thiết lập nó là cổng vào và kích hoạt trạng thái để chờ treo full up lên. Thiết lập cổng vào bởi thanh ghi DDRD gắn bằng 0,00, có nghĩa là khi bit PD2 này bằng 0 thì có nghĩa nó là cổng vào. Kích hoạt trạng thái để chờ treo cho chân PD2 có nghĩa là port D.2 sẽ bằng 1. Port D.2 bằng 1 thì là nếu mà gắn cả thanh ghi port D thì port D sẽ bằng 0,04. Đổi giá trị bit nhị phân sang dạng hexa nó sẽ là 0,04. Bước số 2 là thiết lập thanh ghi cho phép ngắt ngoài không. Thiết lập bởi thanh ghi GICR này. Thì ta thiết lập ngắt ngoài không thì chỉ cần tác động đến bit số 6 của nó. Bit số 6 tên là INT0 là thiết lập cho ngắt ngoài không. Thiết lập bit số 6 lên 1 để cho phép ngắt ngoài không. Và các bit còn lại thì sử dụng cho chức năng khác thì có thể thiết lập là bao nhiêu cũng được. Nó không ảnh hưởng đến cái ngắt ngoài không. Do đó GICR sẽ là viết theo nhị phân sẽ là 0B 01 00 00. Còn nếu viết theo hệ hexa sẽ là 0x40. Bước số 3 là thiết lập chế độ hoạt động cho ngắt ngoài không. Ngắt ngoài không thiết lập chế độ bằng thanh ghi MCUCR. Và cụ thể ngắt ngoài không nó sẽ thiết lập bởi hai bit là bit 1 và bit 0. Tra bảng ra thì nếu mà cần thiết lập cho ngắt ngoài không hoạt động ở chế độ full link thì hai bit này sẽ thiết lập là 10. Và các bit còn lại thì không cần quan tâm, có thể thiết lập là 0 hoặc là 1 đều được. Đổi ra mã thì thanh ghi MCUCR sẽ gán bằng, nếu mà gán giá trị mã nhị phân sẽ là 0B 0000 0010. Còn nếu viết theo mã hexa sẽ là 0x02. Bước thứ tư là một lệnh cho phép ngắt toàn cục. Đây là một lệnh cũng rất là quan trọng. Ngoài việc cho phép từng ngắt ngoài hoạt động thì phải có lệnh này. Lệnh này là cho phép ngắt toàn cục, là nó là một lệnh để cho phép toàn bộ ngắt ở trong chương trình, bao gồm cả ngắt ngoài, cả ngắt timer, tất cả các loại ngắt. Thì phải có lệnh này thì là các ngắt mới được thực thi. Còn nếu không có lệnh này thì là mặc dù nếu mà cho phép ngắt ngoài không, nhưng mà không cho phép ngắt toàn cục thì là ngắt cũng không được thực hiện. Đây là một lệnh bắt buộc phải có và viết trước chương trình main. Viết trước cái lệnh trước vào lòng quay một. Bước thứ năm là lập trình cho chương trình con phục vụ ngắt. Đây là cái chương trình con phục vụ ngắt này. Nó sẽ bắt đầu bởi từ khóa interrupt và một cái EXT INT0 đặt trong cái cặp ngoặc vuông để cho chương trình biết được đây là ngắt để phục vụ cho cái ngắt ngoài không, mà không phải là ngắt một cái ngắt nào khác. EXT là viết tắt của external, nghĩa là ngoài. INT0 interrupt 0, ngắt ngoài không. Tiếp theo là tên hàm cho ngắt ngoài không. Thì cái này cũng là chương trình code quy ra nó tự sinh ra thôi, nó không có kiểu trả về. Và tên hàm là EXT gạch dưới INT0 gạch dưới ISR, không có tham số bên trong. Thì tên ngắt ngoài này thì cũng có thể thay đổi theo 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 cách lập trình của người lập trình, theo thói quen người lập trình có thể thay đổi cái tên của cái hàm này, nhưng mà phần trước thì không được thay đổi. Từ khóa interrupt và cái tên này, tên cái này gọi là vector ngắt thì không được thay đổi. Và lập trình chương trình đó là mỗi một lần ngắt thì sẽ cho số hiển thị tăng lên một đơn vị, thì sẽ lập trình, nhưng mà nó chỉ led 7 thanh thì nó chỉ hiển thị từ 0 đến 9 thôi. Như vậy là cũng cần phải có cái điều kiện như thế này: nếu nhỏ hơn 9, nếu số x là nhỏ hơn 9 thì cho nó tăng lên, còn nếu sai thì cho nó về 0.
và kết quả khi chạy chương trình như sau. Đây là phần mạch. Và đây là cốt chương trình. Đây là cái chương trình con của vụ mắt. Cái này là cốt quy giác, chương trình cốt quy giác tự động sinh ra. Nếu x nhỏ 9 thì cho x cộng cộng. Đây là hiện tại là chưa viết chương trình, chưa viết phần nó cho nó quá 9 vòng về 0. Đây mới chỉ là tăng đến 9 thì dừng lại thôi. Và chương trình ở trong main. Đây là các cái lệnh khởi tạo cổng mở ra thì chúng ta đã rất quen thuộc ở trong các cái buổi học trước rồi. Tiếp theo là đến khởi tạo ngắt ngoài. Thì chương trình cũng ghi chú luôn external interrupt INT0 on, INT0 mode là calling, INT1 off, INT2 off, giá trị các thanh ghi. Đây là lệnh cho phép ngắt toàn cục, thăng ASM SEI này, cho phép ngắt toàn cục. Và chương trình ở trong Y1 là có C bằng number x, có nghĩa là dùng để hiển thị ra giá trị của cái số x này. Như vậy bài này thì đối với bài này thì chương trình chính sẽ là chương trình dùng để hiển thị ra một số. Và chương trình ở trong phục chương trình phục vụ ngắt thì là tăng giá trị của số đó lên. Chạy thử chương trình này. Trạng thái bình thường thì chân INT0 này sẽ được nối qua công tắc này nối lên 5V. Bây giờ nếu tác động vào công tắc này thì nó sẽ chuyển chân INT0 sẽ chuyển từ mức logic cao xuống mức logic thấp. Xảy ra ngắt. Như vậy là số tăng lên 1. Ngắt một lần nữa tăng lên 2. Ví dụ thứ hai. Điều khiển hiển thị một led 7 thanh. Thiết lập ngắt ngoài không hoạt động ở chế độ rising. Mỗi khi có sự kiện ngắt xảy ra thì số hiển thị tăng lên một đơn vị. Thì cái này nó ví dụ này nó tương đương với ví dụ ở trên thôi, nhưng mà nó chỉ khác nhau về chế độ cốt chương trình. Về mạch của ví dụ 2 này, để hoạt động được cho ngắt ở chế độ rising thì đầu tiên chân INT0 này sẽ phải nối xuống mức thấp trước. Thì khi người dùng tác động vào cái công tắc này thì nó sẽ chuyển lên trạng thái ở bên trên. Thì là nó sẽ nối lên mức logic cao. Thì khi người dùng tác động công tắc này thì nó sẽ chuyển từ thấp lên cao. Thì sẽ xảy ra hiện tượng rising. Thì sẽ xảy ra ngắt. Như vậy mỗi lần tác động lên công tắc này thì sẽ xảy ra ngắt một lần, thì số tăng lên một đơn vị. Ví dụ 3. Điều khiển một led 7 thanh thiết lập ngắt ngoài không hoạt động chế độ any change. Mỗi khi có sự kiện ngắt xảy ra thì số hiển thị tăng lên một đơn vị. Chế độ any change này thì nó sẽ có một điểm khác so với hai chế độ trên. Có nghĩa là khi xuất hiện sườn xuống thì cũng xảy ra ngắt, khi xuất hiện sườn lên thì cũng xảy ra ngắt. Còn hai chế độ trên thì là chỉ một trong hai thì là xảy ra ngắt thôi. Trạng thái thứ nhất là chân INT0 này nối lên dương 5V. Khi tác động vào công tắc thì nó sẽ chuyển từ mức logic cao xuống mức logic thấp, thì ngày xảy ra ngắt lần thứ nhất thì số tăng lên một đơn vị. Bây giờ nếu tác động vào công tắc lần thứ hai thì nó sẽ chuyển từ mức logic thấp lên mức logic cao thì cũng xảy ra ngắt, thì số lại tăng lên một đơn vị tiếp. Như vậy any change thì là mỗi một lần tác động công tắc này thì một lần là chuyển từ mức logic cao xuống mức logic thấp, một lần tiếp theo là chuyển từ thấp lên cao, thì cả hai lần đó đều xảy ra ngắt. Ví dụ 4, điều khiển này thì một led 7 thanh. Ví dụ này thì sử dụng hai ngắt ngoài, ngắt ngoài không hoạt động ở chế độ phone-in, ngắt ngoài một hoạt động chế độ polling. Hai chế độ giống nhau nhưng mà nó tác động đến hai ngắt khác nhau. Mỗi khi có sự kiện ngắt không xảy ra thì số hiển thị tăng lên một đơn vị. Sự kiện ngắt một xảy ra thì số hiển thị
giảm một đơn vị. Vậy sử dụng bài này sử dụng cả ngang ngoài 0 và ngang ngoài 1. Và cách nối của nó tương tự như ví dụ trên thôi. Trạng thái bình thường thì hai chân ngang ngoài 0 và 1 này đều nối lên mức logic cao này. Khi tác động vào một trong hai công tắc thì cái chân tương ứng nó sẽ áp xuống một mức logic thấp thì sẽ xảy ra hiện tượng cooling. Và tác động đến ngang ngoài 0 trước thì mỗi một lần tác động này thì sẽ xảy ra một sườn xuống. Chỉ số tăng lên một đơn vị. Tiếp theo là tác động vào ngắt ngoài 1 cũng xuất hiện một sườn xuống, cũng xảy ra ngắt và ngắt ngoài 1 giảm một đơn vị theo như yêu cầu của đề bài. Tiếp theo là bài tập điều khiển hiển thị một led bảy thanh, thiết lập ngắt ngoài 1 hoạt động ở chế độ folding, ngắt ngoài 2 hoạt động ở chế độ rising. Mỗi khi có sự kiện ngắt một xảy ra thì số hiển thị trên led bảy thanh tăng một đơn vị, sự kiện ngắt hai xảy ra thì sẽ số hiển thị trên led bảy thanh giảm một đơn vị. Bài này là sử dụng ngắt ngoài 1 và ngắt ngoài 2 thì các thành kỳ nó sẽ thiết lập nó sẽ khác một chút.